mày á. Chị sao má? Qua đi nhậu đi nha, tao chán quá. Con này giờ nó mất. Nó mất Facebook, nó mất dạy luôn rồi. Nó có mình đã dị trên á. Trời ơi, giờ nó lấy tụi nhậu mình vậy. Hello, gọi gì mày? Mượn tiền đó hả? Ai lại mượn tiền mày? Vậy? Tao bị mất Facebook rồi nè. Gì mất nữa rồi? Còn bị bậy phải không? Cái đầu mày á. Chứ sao mất? Qua đi nhậu đi nha, tao chán quá. Rồi, thôi đó đi, để tao rủ vũ coi sao. Nhanh lên nha. Rồi, xíu tụi tao qua. Ê! Trời ơi, mua gì vậy? Chứ hộp. Tao dặn mua ngồi mà. Cái này cái gì? Trời ơi, tao đi mua cái này sao nhậu? Trời, hai đứa tao có đứa nào có tiền đâu. Có lãnh lương đâu. Bây giờ mày nhậu không? Không nhậu phải không? Vậy. Thôi, dọn, tao nhậu nè. Dọn ra, để tao lấy dĩa, đợi tao xíu. Ừ. Bữa nãy anh mua này nhiều à? Nè, nãy mua 5 ngàn. Lát đưa em lại 5 ngàn nha. Nè, thấy là chuẩn bị chu đáo chưa? Ngồi bên đây. Nè, rượu này lấy từ lòn á, ngon. Ngon này. Ngon, tôi biết không, thử tôi biết nha. Cái này bán. Mày nhức nách luôn nha. Hỏi hồi nãy em nghĩa rồi. Em nghĩa mấy miếng rồi, còn mấy miếng rồi. Có cái Facebook mà bị hack hoài. Nhỏ này nó hay coi phim bậy anh biết mà. Nè, nhà tới trễ, phạt ly đó. Không nữa nha. Thôi chậm đi. Ngày buổi này 2:50 nữa. Đúng rồi. Sao coi cho được nha. Nè, tới mặt đi nè. Không biết đồ nặng không, đồ nặng không? Cũng được. Thơm á. Ê, mặt nhỏ này ngọt ha. Có cái Facebook à, mày hát suốt. Con viêm heo. Ủa mà anh Vũ. Vũ. Anh cũng coi sao không thấy anh bị hack Facebook à? Hả? Anh cũng hay coi mà sao không thấy bị hack Facebook? À anh coi hả, mà anh coi phim điện tử không hả? À. Hay mày cười tao ha, sớm muộn gì cũng bị hack Facebook như tao mà. Ê nói xui nha. À, như tao à. Cái Facebook bây giờ là cái Facebook để làm ăn. Ừ. Uống ghê. Sao mày? Mà tao nói mày nghe nè. Bạn tụi bay mà. Nè, buồn thì buồn. Mày cần á thì để tao lập cho mày thêm vài chục cái Facebook vẫn được. Trời ơi, Facebook ai cũng lập thì chúng quan trọng là Facebook kia của tao biết bao nhiêu hình, bao nhiêu kỷ niệm. Ủa tao thấy đâu có gì quan trọng đâu, mất chồng á. Mất bồ mới buồn chứ mất Facebook có gì đâu mà buồn. Ôi, tao nói cho mày nghe nè. Cái Facebook á là kỷ niệm bao nhiêu năm nè, rồi mày đi học cũng có kỷ niệm nữa, tự nhiên đùng cái mất mày luôn. Để tao. Cũng ghê vậy. Đó giờ tao đâu thấy mày nhậu đâu. Do mày. Thôi này, để tao rót cho. Mày chủ nhà, mày con gái con lứa nữa, tụi tao đàn ông con trai. Tụi tao uống cho mày ngồi ở đây chơi nói chuyện vui được rồi. Uống làm cái gì, hiểu không? Bạn thân bao nhiêu năm phân biệt trai gái. Để tao. Sao mày uống hoài không mày? Chưa có được tao luôn. Đang chán đó. Anh gói nha anh Vũ. Này nó thơm ăn thức uống à. Ngon mày. Ngọt. Dùng ngon. Cái gì vậy? Cho con nhỏ này. Trời đọc đi. Tôn trọng người buồn đi. Trời ơi, con nhỏ này nó bị cái gì rồi mẹ ơi. Nè. Mày biết không? Mất Facebook còn hơn thất tình nữa. Không có gì phải buồn hết trơn á. Mày không buồn nhưng tao buồn.
Cái này tao buồn thiệt nè mày. Cái này tao buồn thiệt luôn á, mày uống hoài tao buồn thiệt rồi đó. Mày nói anh nghe nè, em nói anh nghe nè. Cái con nhỏ này cái dạng nó sao nó tiêu cực. Nó nói chuyện bình thường. Chuyện nó có gì đâu, ba cái Facebook là gì đâu. Nhầm vậy luôn mày có đi dùng. Trời ơi, ngu mày ghê vậy. Còn lấy mày xỉn là sao? Tao xỉn sao được, trời ơi, ba cái này tao xỉn được. Mày chơi tao bao nhiêu năm biết chứ. Bao nhiêu năm tao thấy mày nhậu luôn á. Hết nè. Em uống được 2 ly luôn á. Một trong hai đứa mày tự chia đi mua đi. Trời ơi. Trời ơi. Hết nè. Uống gì mà dữ vậy trời con này. Mày thấy sao rồi? Trời ơi, bán miệng sao tao xỉn được. Trời ơi, miệng cái chai này. Tao hai đứa uống bao nhiêu đây à. Trời ơi, hai đứa biết chơi đây à. Tao uống mấy đứa biết chơi vậy nè. Cho đi mua lại mua. Đồ nặng quá. Vô anh. Con này giờ nó mất Facebook, nó mất chạy luôn à. Tại sao anh biết không? Là cái loại mà gái mà nó sống ảo á, cuộc đời nó quan trọng nhất là Facebook. Rồi nó ngủ rồi kệ nó đi, nó say quá rồi. Có nó đây hai anh em mình nhậu em. Okay. Giờ đâu lết đi mua được không? Đi vô anh hai anh em lát cũng chở em về túi em lên em ngủ á. Chơi nha. Anh chơi thỏ lái đi. Trời ơi. Hai cái này. Trời ơi. Bây giờ nó lấy tôi nhậu mình về. Nhìn lên đây nước mắt em.
mày không?